Hello anh em nhé. Đó thì ví dụ như khi anh em đi chơi riêng đấy, anh em muốn lấy cái bài lớn nhất về mình ấy, thì có một cách rất là đơn giản cho anh em nhé. Anh em muốn lấy một cái bài lớn nhất về mình, ví dụ như là nhà mình chia đây, nhà mình chia này, bỏ đi ba lá cho mình này, chia từ nhà mình đấy, thì là 100% bài của anh em sẽ là bài lớn nhất. Anh em có thể thấy đây, bài mình 9 điểm lớn nhất này, đó rất là ok cho anh em. Hoặc ví dụ như nhà khác làm cái đi, không phải nhà của mình, ví dụ như nhà đối diện của mình đây làm cái này, nhà đối diện này của mình làm cái nhé, thì anh em cần bỏ đi bao nhiêu lá ở đây đấy. Ví dụ như nhà đối diện của mình làm cái thì là mình sẽ bỏ đi 5 lá này, 1 2 3 4 5, đó mình bỏ đi 5 lá này, sau đó mình chia đưa cho người ta chia đấy, đưa cho người ta chia thì 100% bài của mình sẽ là bài lớn nhất đó anh em ạ. Bài mình vẫn 9 điểm này anh em ạ, rất là ok nhá. Thì tại vì sao mình nhận biết như vậy, anh em có thể liên hệ trực tiếp vào số điện thoại hotline trên màn hình cho mình 0937604, anh em gọi điện trực tiếp, kết bạn, nhắn tin qua Zalo đều được anh em nhé, sẽ có người tư vấn và hỗ trợ cho anh em. Hoặc ví dụ như anh em đi chơi mà anh em không cần bỏ lá, đó anh em không cần bỏ lá mà anh em chỉ cần biết là bài nào lớn nhất, tại vì nhiều chỗ anh em đánh liêng, anh em đi chơi liêng các thứ, anh em đánh ẩm tẩy ấy, thì anh em cần biết là nhà nào nhà lớn nhất đúng không? Đấy, cần biết nhà nào nhà lớn nhất, thì ví dụ như ván này chia từ nhà của mình thì nhà cuối cùng này sẽ là nhà lớn nhất này. Đấy, chia cho anh em cùng xem, chia cho anh em cùng xem luôn, và sau đó thì mình sẽ giải thích cho anh em là tại sao lại biết cái nhà cuối cùng này là nhà lớn nhất, hay như là tại sao mình có thể lấy được bài lớn nhất về mình. Đấy, thì ở đây bí mật ở đây là gì? Thực ra vừa rồi mình đã sử dụng cho anh em, đó chính là một bộ sản phẩm máy đánh bài mới nhất hiện nay trên thị trường. Đấy, bên mình mới về hàng. Thì như anh em có thể nhìn thấy đây, ở đây là cái mẫu máy mà hiệu quả nhất, tốt nhất hiện nay trên thị trường. Bên Tấn Tuần Casino cam kết với anh em là sẽ mang đến cho anh em những cái bộ sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất để giúp cho anh em đạt được cái hiệu quả cao nhất khi đi chơi. Đấy, nên là anh em có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại hotline trên màn hình cho mình, hoặc có thể kết bạn nhắn tin qua Zalo để tham khảo với các bộ sản phẩm cờ bạc bịp của bên mình anh em nhé. Và mình sẽ cho anh em cùng xem trực tiếp về cái dòng máy đánh bài này. Đấy, một dòng máy mà được rất là nhiều anh em thầy thượng, anh em tin dùng, anh em đi chơi, anh em sử dụng rất là hiệu quả. Thì hình thức của con máy này anh em có thể thấy ở đây, đó không khác gì một con iPhone 7 của lớn anh em nhé. Đấy, máy này thì anh em có thể lắp sim nghe gọi hoàn toàn là bình thường, rất là ok cho anh em có thể sử dụng thay thế một chiếc điện thoại bình thường, và anh em có thể sử dụng con máy đánh bài này để anh em đi kiếm tiền cũng rất là ok. Đấy, một con máy đầy đủ này nó sẽ bao gồm cho anh em là máy pin tay nghe, tai nghe đây, đây là cái tai nghe khi anh em đi chơi này, anh em thấy này, rất là nhỏ, anh em đặt lên tay đó nó chỉ rất là bé, khi anh em bỏ vào tai thì hoàn toàn là không nhìn thấy gì anh em nhé, nên là anh em rất là yên tâm khi đi chơi sử dụng. Máy cam kết đảm bảo cho anh em là những cái dòng máy chất lượng nhất, tốt nhất đã được bên mình tuyển chọn về, khi anh em đi chơi mua về anh em chỉ việc sử dụng. Bên mình sẽ có chế độ bảo hành rất là kỹ lưỡng cho anh em, bảo hành phần mềm cho anh em chọn đời, lỗi một đổi một trong vòng 15 ngày nếu như do lỗi phần mềm, còn nếu mà anh em làm rơi vỡ thì bên mình chỉ hỗ trợ cho anh em là thay thế và sửa, chứ bên mình không bảo hành về phần rơi vỡ anh em nhé. Đấy, còn về dòng máy này anh em có thể chơi cho mình được tất cả các cái trò chơi liên quan đến bài lá. Đấy, ví dụ như xâm lấp ba cây, liêng, hoặc như là tiến lên miền Nam, bài cào, binh sập sáu, binh Ấn Độ, tất cả các cái bộ môn mà liên quan đến bài lá của ba miền Bắc Trung Nam anh em đều có thể chơi được anh em nhé. Đấy, nó đạt cho anh em một hiệu quả tuyệt đối 100% khi đi chơi sử dụng. Đây, mình sẽ test luôn trực tiếp cho anh em luôn. Khi anh em đi chơi sử dụng dòng máy này, mình sẽ test cho anh em ở hai trò, đó là trò liêng và trò ba cây, là những cái trò mà anh em hay sử dụng nhất. Đấy, ví dụ như mình sẽ test cho anh em một trò liêng này, mình sẽ test cho anh em một trò liêng. Ở đây nó sẽ có phần cài đặt, anh em có thể tùy chỉnh cài đặt theo ý muốn của mình, tất cả các chế độ báo, chế độ người chơi, đó, chế độ loa, tai nghe. Đấy, rất ok cho anh em, mình sẽ test cho anh em này. Ví dụ như đây,
Ở đây mình đang để là chế độ liêng và chế độ ở chế độ báo của nó sẽ là chế độ báo nhà nào lớn nhất cho anh em. Ví dụ mình đặt này, thấy chưa? Ví dụ như khi mình đặt bài thì khi mình đặt bài thì khoảng cách của nó sẽ là khoảng 30 phân hướng điện thoại đóng ra, mắt camera nó sẽ nằm ở bên tay phải trước điện thoại này, anh em thấy không ạ? Mắt camera nằm ở đây, anh em đặt đây, anh em chỉ việc đặt bài ở hướng mắt camera ra khoảng 30-40 phân là được. Anh em nghe này, anh em nghe thấy không ạ? Máy báo 3 tức là sao? Tức là nhà số 3 sẽ là nhà lớn nhất tính từ nhà chia. Ví dụ mình chia thì nhà đối diện mình nhà sẽ là nhà lớn nhất, hoặc mình nhà bên thứ hai này chia thì nhà số 4 này sẽ lớn nhất này. Đấy, ví dụ như nhà mình chia này, đấy, nhà mình chia thì nhà đối diện nhà mình sẽ là nhà lớn nhất. Ở đây đó, anh em thấy không, nhà đối diện mình 7 điểm này, các bài còn lại đều thua. Đấy, khi máy báo số mấy thì nhà đó sẽ là nhà lớn nhất, bắt đầu tính từ nhà chia anh em nhé. Đấy, bắt đầu tính từ nhà chia. À, ví dụ như nhà số 3 nhà đối diện mình chia này thì nhà mình sẽ là nhà lớn nhất này. Đấy, anh em nào mà có gì thắc mắc chưa hiểu thì anh em có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline này để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp anh em nhé. Đấy, đấy là khi anh em đi đánh liêng, anh em có thể lấy được bài lớn nhất, hoặc anh em có thể biết được bài nào là bài lớn nhất cho anh em. Đấy, hoặc ví dụ như là đây, anh em muốn lấy bài lớn nhất về mình đây. À, anh em muốn lấy bài lớn nhất về mình cũng rất là đơn giản này, cũng giống như là khi mà anh em muốn biết bài lớn nhất ấy. Ví dụ như là anh em muốn lấy bài lớn nhất về mình đây, anh em nghe thấy không ạ? Máy báo 1, máy báo 1 tức là sao? Anh em chuyển bỏ đi một lá này, sau đó anh em chia từ nhà anh em đó thì sẽ là bài anh em sẽ là bài lớn nhất đó, bài mình 7 điểm sẽ là lớn nhất ở trong đây. Đấy là khi máy báo, là khi mình chia, khi mình chia máy báo bao nhiêu thì mình sẽ bỏ đi bấy nhiêu lá. Hoặc ví dụ như nhà khác chia, mình sẽ lấy ví dụ là nhà sau nhà mình, nhà số 4 này chia đi, nhà số 4 này chia thì mình sẽ đặt bài này. Ví dụ khi mình đặt bài này, nhà số 4 này chia, khi mình đặt bài thì anh em đếm này, số 4 là số 0, bắt đầu từ 0, 1, mình là số 1 này. Anh em lấy máy báo 4, lấy 4 trừ đi 1 còn 3, anh em chỉ cần bỏ đi 3 lá của mình, bỏ đi 3 lá anh em nhé, sau đó đưa cho người ta chia thì bài mình sẽ là bài lớn nhất. Đấy, bài mình sẽ là bài lớn nhất ở trong đây. Anh em thấy không ạ? Bài mình 19 điểm này, rất ok cho anh em, tuyệt vời. Độ chuẩn xác của nó thì 100%. Đấy, hàng thì chất lượng uy tín, anh em không phải lo. Khi anh em mua bài nó sẽ được rất là nhiều khuyến mại của bên mình nhá anh em nhá. Khi anh em mua máy này, anh em được tặng hẳn hai cây bài là cái thứ nhất. Anh em được đặt một vỉ pin tai nghe là cái thứ hai. Tổng giá trị nó lên đến là 1.900.000. Đấy, nên là anh em yên tâm về cái mức độ ưu đãi của bên mình. Đấy, hiện tại thì có sẽ có hai dòng máy cho anh em, là một dòng máy cao cấp. Đấy, đây là cái dòng máy cao cấp này, máy mình đang cầm đây sẽ là dòng máy cao cấp cho anh em đó, vừa về hàng rất là mới. Đấy, còn đây là cái dòng máy giá rẻ cho anh em, hiệu quả nó cũng đạt được đến 90-95% so với dòng máy cao cấp này anh em nhé, mà giá thành nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Đấy, kiểu dáng của nó đi giống một con Oppo bình thường, anh em có thể thấy kiểu dáng giống con Oppo nguyên siêu cho anh em này. Đấy, mới 100%, đi kèm nó sẽ có pin dự phòng cho anh em, tai nghe. Đấy, và dòng máy này cũng đang có chương trình khuyến mại cho anh em, là khi mua một máy anh em sẽ được tặng một vỉ pin tai nghe và 10 bộ bài. Đấy, tổng giá trị của quà khuyến mại cho anh em là nó sẽ là 1.200.000 anh em nhé. Đấy, anh em thấy không? Thì anh em nào có nhu cầu thì anh em có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại hotline trên màn hình cho mình, 0937 60 44, hoặc anh em có thể kết bạn nhắn tin qua Zalo đều được, sẽ có người tư vấn và hỗ trợ cho anh em. Còn những anh em nào mà ở xa, khi mà anh em đặt hàng, anh em liên hệ đến bên mình cho thông tin địa chỉ số điện thoại, bên mình sẽ gửi hàng cho anh em là qua xe khách hoặc qua bưu điện, anh em nhận hàng được phép kiểm tra hàng sau đó thanh toán tiền. Đấy, còn những anh em nào mà ở gần cơ sở bên mình có thể đến trực tiếp cơ sở để được trải nghiệm về sản phẩm. Bên mình có hai cơ sở, cơ sở 1 bến xe Mỹ Đình Hà Nội, cơ sở 2 quốc lộ 13 Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh. Anh em đến nơi, alo số online này sẽ có người ra đón anh em, dẫn anh em vào trong cơ sở và cho anh em trải nghiệm trực tiếp về các bộ sản phẩm luôn. Thì cuối video, cảm ơn anh em đã theo dõi hết video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video tiếp theo.